dạ thì em xin em là Mai Hương với sắc thái đó là đau khổ ạ. Còn em là Mai Tình, sắc thái của em là bình tĩnh. Còn em là Triều, em Mai Hương, sắc thái là dịnh dịnh. Rồi mời ba bạn. Bao thật không ngờ mày đúng là một thằng khốn nạn. Bao lâu nay tôi phải buôn qua nơi xứ người làm thuê làm mướn, dành dụm chất chiếu từng đồng thịt cắt. Đau khổ có, tủi nhục có. Hơn ai hết mày là thằng bạn, mày là thằng bạn thân duy nhất của tao. Mày biết tao, mày thừa biết tao làm những điều đó vì mục đích gì mà, vì ai mà? Tất cả vì mẹ con với Hương. Mày tưởng là tao không thương mẹ con Hương sao? Có những đêm tao đi làm về, tôi ngồi một mình bên lò sưởi đến sáng mà không hay. Không phải vì cái lạnh của xứ người, mà tao cảm thấy lạnh vì nỗi nhớ nhung, vì nỗi lo lắng cho mẹ con Hương. Những lúc như vậy, tao chợt thấy yên tâm phần nào khi nghĩ đến mày, thằng bạn tốt của tao. Nhất định mày sẽ giúp đỡ mẹ con của Hương. Tao đã lầm mày rồi Thính à. Cuối cùng thì mày cũng đã trở về. Bao lâu nay tao trông chờ vào điều đó. Tao sẵn sàng lắng nghe những lời chửi rủa của mày. Có thể đối với mày tao là một thằng bạn tồi, một thằng bạn khốn nạn. Nhưng đối với lương tâm của tao, tao không hổ thẹn. Còn mày, mày nhìn lại mày đi. Ngày xưa tao cũng yêu Hương đâu có kém gì mày. Nhưng kẻ chiến thắng lại là mày. Tao vui vẻ quên đi thất bại của mình và mừng hạnh phúc cho bạn. Những tưởng mày sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy, nhưng tao không ngờ, cưới nhau chưa được một năm, vì một chút tự ái nhỏ nhoi, vì một phút nông nổi, mày sẵn sàng rời bỏ quê hương, bỏ cả vợ con mày để ra đi chỉ vì một mục đích là phải kiếm thật nhiều tiền. Mày tưởng có tiền là có tất cả à? Mày có hình dung được con bé Hà, con của mày, nó được sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào không? Giữa biển trong gió và cát, thử hỏi mày một người phụ nữ chân yếu tay mềm và một đứa con thơ không người thân, không nơi nương tựa phải sống ra sao? Những lúc đó mày ở đâu? Mày có biết Hương đau khổ mòn mỏi chờ đợi mày như thế nào không? Tao không phải là kẻ thừa nước đục thả câu. Tao yêu Hương bằng sự cảm thông, bằng tình yêu đích thực. Và đơn giản tao hiểu một điều, hạnh phúc không chỉ có tiền. Dù sao bây giờ thì mày cũng đã trở về. Có lẽ tao là kẻ phải ra đi. Cũng đúng thôi, bởi vì đây là nhà của mày mà. Và cả mẹ con của Hương cũng là của mày. Tao chỉ xin mày nhớ một điều, hãy đem đến cho mẹ con cô ấy một tình yêu thật sự. Tình yêu xuất phát từ con tim chứ không phải khối óc đầy tính toán của mày. Anh không phải đi đâu cả. Chẳng lẽ chỉ vì lời nói của một kẻ hồ đồ mà anh có thể bỏ qua tất cả, bỏ cả mẹ con em sao? Đã mười mấy năm nay, trong căn nhà này không có người đàn ông tên Quân, Trần Vũ Quân. Anh còn tới đây để làm gì nữa? Ngày xưa anh có biết tôi đau khổ tới chừng nào không? Anh thường nghĩ thôi, một ngày trước khi sinh con, tôi vẫn không biết cách từ cọng rau, tìm móng từ một lúa. Cái ngày mà tôi nhận diện tới sinh bé Hà, ở nhà không có một hộp gạo để nấu cháo. Khi con nó cất tiếng khóc chào đời, tôi lại rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Tôi đã kiệt sức, tôi bị suy nhược hoàn toàn. Nhưng lúc ấy, nếu không có sự giúp đỡ của anh Thịnh, thì không biết mẹ con tôi còn sống được tới ngày hôm nay để nhìn thấy cái đời mà của anh không. Chính vì đau khổ đó mà anh ấy phải chia tay với người vợ có linh hồn của mình. Bây giờ thì anh đã toại nguyện rồi. Anh đã là một kẻ giàu có, kẻ lấy bạc nhiều tiền. Anh đã thỏa mãn cái số những gì mà anh đang ao ước và tìm kiếm nó đi. Xin anh, hãy để cho mẹ con tôi được yên. Hãy để cho ba người chúng tôi được sống bình yên trong căn nhà nhỏ bé này. Xin anh nó. Rất là hấp dẫn. Đó. Và ba người cũng em nghĩ là đã có một cái quá trình luyện tập cũng như là làm việc với nhau kỹ lưỡng, cho nên là cái quá trình điện thoại nghe
đúng là chia thành ba sắc thái, tức là mình thấy là cái sự gọi là ăn khớp với nhau. Thì nói chung là tất nhiên nói là mặt mặt thì chưa, nhưng mà em thấy tốt nhất từ đầu đến giờ và em cho cả ba người thì ai. Wow. Em có phải bên trong em đang cố gắng em ngằn nó xuống đúng không? Em gằn xuống để nó mình lòi ra sự mạnh mẽ trong giọng của mình á. Cũng giống như một cái áo đúng không? Em muốn vắt nó, em phải dặn nó xong thì nó mới chảy nước ra. Phải suy nghĩ như là nó không phải đi từ bên trong em đi ra, em đang rất là cố gắng để gần nó xuống vậy đó. Nhưng liệu em đi đường dài em đi nổi không với cái gần xuống như vậy? Nên tôi rất sợ tôi bị chủ quan và tôi phải hỏi là em một lần nữa là có phải là em như vậy phải không? Thế nếu như tự nhiên thì tôi nghĩ rằng là em cứ phát huy nó. Nhưng mà nếu như em gần thì em sẽ rất là mệt, đổi phát âm là đêm với là đêm nha cưng. Dạ. Giọng thì cũng được. Nói chung các bạn khi đến với lớp này chắc chắn điểm nãy giờ giọng các bạn đều đẹp không? To giọng đẹp không? Uyên, như cái này đã nói, vì nó nhanh nên em bị vấp. Đúng không? Nó không, không có vấp nhiều nhưng mà nó không rõ. Nhưng ở cái này tôi thích. Em làm ra ra cái màu khổ và ra cái màu khóc, nó không cứ gượng gạo mà nó tự nhiên, giống như là bắn chờ với mình đớp cả ba bạn là sự phối hợp nhịp nhàng với nhau. Nên nãy giờ tôi khen các bạn là ở đây là chỗ là giọng bạn là thế. Và mình cũng đã từng dẫn chung sân khấu chị, thấy là rất có trách nhiệm và tinh thần. Thành ra là những gì mà rút ruột nói ra bây giờ cũng là để mong cho mọi người được tốt hơn. Rất là cảm ơn chị một người có tay tặng chị. Thế nhưng mà bán ngôi em xin chuyên gia nên bất bình kết. Còn cái về cái phần thi của ba bạn ấy, thật sự là khi mà thấy các bạn diễn có cái sự đồng đều về cái năng lực, cái cách thể hiện, không biết là mỗi người đã vào cùng với nhau hay là trước sau, hay là cái năng khiếu hay sự khổ luyện, nhưng mà mình cũng rất là thấy tâm đắc, bởi vì ít nhất là ba bạn đã chọn được tìm đến với nhau để có được cái sự tròn trịa nhất có thể cho chia sẻ những người này hơn người kia quá nhiều. Tổng quân cũng thế, là nghe đã đúng không, vừa chồng vừa có cái sự điềm tĩnh đấy. Chỉ có một cái là đoạn sau về sau ấy, thì cái cách thể hiện của Quân làm cho mọi người nghe thì cảm giác là ngày chàng này không phải là một người điềm tĩnh mà là hơi tìm đều đều tiêu điều. Mày nghĩ sao đây hả? Đại khái không? Bởi vì là nãy giờ các bạn khác có nhiều sự cố gắng rồi, đã điểm B rồi, bây giờ các em có sự vượt trội hơn mà lại bằng như thế thì không bằng, nên là sẽ tạo điểm A. Dạ, chị ghi cho bạn được. Mời bạn đi mang hết. Vâng. Ồ. Tại nhiên để cho người rồi. Thì có cảm giác là cái bắt đầu chúng ta hơi căng thẳng những các bạn về sau này đó, là cái cơ hội thấy có vẻ như là cao hơn nhiều rồi đó nha. Và cho nên các bạn cố gắng lên. Riêng thầy thì lúc đầu là thầy đang sợ là khách mời chúng ta là quá không thân thiện, thầy mới là phù thủy, thầy hiểu các bạn. Nhưng mà như vậy thì các bạn sẽ thấy được là hiện giờ là đó là một sự công bằng rất là chính đáng, bởi vì là từ nãy giờ thầy thấy là từ chị Thanh như chứ Âu Võ Ngân cho tới chị Thảo Nguyên là hầu như là rất là căng thẳng với các bạn, cái không bao giờ dễ dãi các bạn đâu. À, cho nên là Luân, cho nên thầy cũng đỡ lo hơn. Anh Luân thì đôi khi cũng còn chút thân thiện. Đúng, thậm chí là Luân là riêng khó thầy còn hay hơn. Thầy thì chỉ cần làm đúng cái tiêu chí của nó, đúng tiêu chí là có điểm, còn đi lệch cái đường ray là không được. Thầy đã nói với bạn rồi, hôm nay các bạn được một cái lời động viên rất là tốt. Đó là bởi vì là chị Thảo Nguyên khen các bạn là có giọng đẹp, trong khi đối với thầy không cần giọng đẹp. À, nhưng mà các bạn được cái khen cái đó thì từ cái đó các bạn phải cố gắng phát huy để cái giọng diễn giống như cái ý mà thầy muốn. Mình nghĩ đồng ý không? Rồi, riêng về ba cái nhận xét về ba bạn thì thật ra là gì? Lúc mà Triều vô thì hơi bị vấp. Thì nhưng vẫn trong cái sắc thái giận dữ đó
nó cũng chật chọt vài câu qua cái giọng điệu bình tĩnh. Gái nhỏ, sao còn chưa ngủ nữa? Lúc nãy em nhìn thấy chị Nguyên đi qua cạnh giường. Đâu có đâu. Có phải em qua mắt nhìn thấy má vào đất mền cho em thì coi là chị Nguyên có phải không? Má đâu có thắt hai tính. Với lại nếu là má sẽ đi ra ngoài phòng. Nhưng mà em thấy chị Nguyên, chị chui vào tường rồi. Có phải chị Nguyên đến thật không chị Nguyên? Phải thì chị ra đây gặp em. Có gì chị nói với em, đừng hù dọa cái nhỏ. Bất quá mai mốt em không dành nước với chị đâu. Chúng em trễ 5 phút mới đến gánh nước mà. Để dành thùng thứ nhất cho chị được không? Còn nữa, trong nhà này còn có bà nội, ông nội, bà ngoại và ba ở đây. Chị đừng có đến đây hoài, họ không quan nghênh chị đâu. Đừng có sợ nha, không sao rồi, không cần sợ, đi ngủ đi. Khánh vô, Khánh vô đi. Em rất là sợ. Em còn sợ cái gì nữa? Em không phải sợ chị Quyên, em là sợ cái chú đó. Người ta nói chú đó là yêu rau xanh. Hôm nay chú đó nhìn em. Không cần sợ đâu. Nếu như thật sự có yêu rau xanh, hai chị hai sẽ đuổi giùm em. Mau đi ngủ đi. Rồi, ba Khánh. Khánh với Trang. Cũng đoạn đó đi thầy. Người nó báo bình yêu. Không sao đâu, không sao. Tắt lên là ngồi tiếp. Không, Khánh với đi đi. Thôi hai bạn kế bên đi, hai bạn kế bên đi, chuyển qua bên kia Tâm với Vi. Rồi Tâm với Vi đi. Có thầy ơi, em biết à, vậy thì thi, vậy thi, thi đi. Thi đi. Kịch bản hay gì? Rồi, thi với Vi chậm hơn, nít không có nhanh đâu các bạn, từ từ. Em đã đang học, con biết gái lớn sắp phải đi học công. Con rất là buồn, con rất sợ chỉ còn lại một mình con ở chỗ này. Gái lớn, có phải chị phải đến học công không? Là chân phu nhân đem tới. Hôm đó Quý Tần khóc cả ngày, không có tâm trạng để ăn. Chỉ có đồ mà chân phu nhân đem tới mới ăn một chút thôi. Bây giờ mất dần, chuyện còn chưa rõ ràng. Mày hả người mất dần. Mày hả. Nhã Nhi tham kiến Dương Hậu. Sao vậy con? Huynh trưởng bị phụ dương bắt giam, tại sao người vẫn bình tĩnh như vậy? Nhã Nhi biết là trong cung vô số mỹ nhân, tại sao chỉ ta là Dương Hậu không? Đó là bởi ta biết dùng người. Ngồi đi. Còn có phần không hiểu ý người. Ta không có con trai,